ra mặc dù mình rất buồn nhưng mà hôm nay có nhạc thì có tất cả chúng ta để đến để ca hát để làm cho anh Năm vui. Xin anh Năm nhân phòng anh Năm ông Lê Văn Vân thống khôn thắt thiêu phù hộ cho gia đình thì chị Năm sức khỏe dồi dào cho các em các cháu được bình yên và ăn phát đạt, và cho chúng em có điều kiện để chúng em đến đây để kính viếng trong hồn anh Năm và tụi em được hát để thương cảm anh Năm. Anh Năm là một cái người anh mà riêng là chúng em hậu tuyển rất kính mến anh Năm. Anh Năm thật là tốt, luôn luôn lúc anh Năm còn sinh thời anh Năm thường cuối tuần anh Năm thường tổ chức để cho anh em chúng ta được ca hát với nhau. Cái đó là rất là hạnh phúc, mà khi anh Năm mất rồi thì đó là sự mất mát rất lớn với tụi em. Riêng Mộng Tuyền, em rất là thương tiếc anh Năm. Hôm nay có trước mặt những người thân yêu, bạn bè thương mến anh Năm đến đây để thứ nhất là đốt nhang thăm anh Năm và gặp gỡ nhau và chia sẻ với chị Năm trong ngày giỗ anh Năm. Em xin kính tạ anh Năm, thương hồn anh Năm, những bài ca, những bản nhạc. Thank you.
Và tiểu thư cùng cổ chú lập